Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại vlog tiếp theo của mình mọi người nhá. Ngày hôm nay thì mình có thông báo với anh em như này này. Lát nữa mình sẽ cho anh em biết là cái tiến độ cái màu sơn ở trong Sài Gòn gửi về Quảng Ninh. Đấy, ngày hôm nay thời tiết thì vẫn chưa ổn lắm mọi người ạ. Không biết là lát nữa trưa thì buổi trưa nay thì sẽ như nào. Nhưng mà sáng nay ấy, trời đang mưa phùn. Mưa kiểu này thì độ ẩm trong không khí rất là cao này. Nghĩ là không phù hợp lắm cho việc sơn. Đây. Đúng rồi, xử lý cánh gió bị hỏng anh em ạ. Đây này mọi người ơi. Đây. Đây. Đơn hàng đang đến một cục Quảng Ninh nhé. Đây mọi người. Tức là vừa rồi đấy. Vừa đến xong. Vừa đến khoảng Quảng Ninh là chỗ mình nữa mà. Tức là đơn hàng này vừa đến bưu cục ở địa phương mình. Không biết là trong ngày hôm nay mà mình có nhận được cái đơn hàng này không. Đấy. Thì còn mình hy vọng là hôm nay sẽ nhận được. Anh em ạ. Đây này. Đây là màu sơn này này. Nếu mà nhận được thì mình mới yên tâm được anh em ạ. Đây á. Trước này ngày hôm qua mình có gì đây. Hôm qua mình đọc bình luận thì anh em bảo là Tại sao lại phải sửa chiếc Ferrari. Nhưng mà thật ra đấy thì mà mình cũng có nói nhiều rồi. Thì ở cái vế này nó một cái cục bằng chưa được bằng 5 đấm này này, ở đoạn này. Nhưng mà khi mà mình đáo cục cái ra ấy, thì bên trong nó sẽ bị liên kết với lại một cái mảng như này. Thế là mình phải mài một cái mảng như thế này. Đấy. Để mà mình đáp lại sợi. Ngày xưa là chỗ này mà mình sử dụng bột đá anh em ạ. Bột đá nhiều quá thì nó bị nóng quá, nó phình ra. Thế là bây giờ phải hạn chế bột đá thôi. Đấy. Sử dụng sợi với góc này nữa. Hai góc này ngày hôm nay thì cố gắng là hoàn thiện hai góc này nhé. Thì bọn mình bọc cái ni lông này lại là vì bên trong này có nội thất, nó có cái da đấy. Có da bên trong rồi nên là bọn mình phải bọc lại vậy. Để cho nó tránh bụi bẩn vào bên trong. Đấy, với lốp xe này mình bọc lại để tránh cái nhựa này nó rơi vào đây này. Rồi đến tối sẽ ok này mọi người nhé. Về rồi chú ơi. Về rồi. Hả? Cái gì về? Sơn của chiếc Pagani này về tới Quảng Yên chỗ mình rồi. Về tới Quảng Yên rồi gì? Sao bố là còn mãi ở trong kia? Trong đâu? Trong Sài Gòn chưa về đấy. Trong Sài Gòn vậy là đặt nhanh phết đấy. Nó có 3-4 hôm nữa là về tới Quảng Yên rồi. Hôm nay là hôm thứ 4 mà, thứ 3. Hôm thứ 4. Ừ, hôm thứ 4 rồi vậy. Hôm thứ 4 mà như vậy là nhanh rồi. Đợt trước thì bọn mình phải đặt trước một tuần đấy. Đợt trước phải mất một tuần luôn. Vậy là nhanh rồi, may quá. Ngày hôm qua mình mà sơn cái sơn kia vào ấy thì hôm nay mà về cái sơn đấy thì lại tiếc. Mà sơn kia vào thì hôm nay thì thôi. Tiếc nhá. Lại tiếc, lại màu kiểu cái màu ấy kiểu nó hơi tối tối ấy. Vừa về xong mà, vừa về Quảng Yên xong, lát nữa chắc là lát nữa người ta trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay về, nhưng mà nó về đấy sơn đi. Về đến nơi. Thì chứ. Hôm nay đi. Hôm nay đi. Đang ra hả? Đấy. À Quảng Yên nói thì về tiếp bưu cục ở địa phương mình rồi kìa. Chắc chiều nay có. Chắc bảo vậy, nhưng mà chiều nay có thì có sơn luôn không? Chiều nay có mà với thời tiết này thì làm gì được mọi người. Mọi người nhìn thấy nó ẩm thế này thì ẩm nó sẽ liên quan đến cái đường không khí nhỉ. Nó quá mọi hôm ấy, kể cả con Ferrari đợt trước bọn mình có sơn thì những ngày mưa bọn mình cũng nghỉ rồi, không sơn nữa. Nhưng mà anh ấy bảo là những ngày mưa này thì không khí ẩm ngoài quá nhiều luôn. Anh nào? Anh đợt trước anh sơn Ferrari cho mình đấy. Ừ. Anh thợ sơn đấy. Đợt trước là sơn đâu phải sấy đến đấy. Phải sấy đấy. Thì phải sơn Ferrari là cái hôm bắt đầu về mùa kiểu đến hôm nó nắng rồi nhá. Nhưng mà kiểu không khí vẫn còn ẩm đấy, phải mang máy vào trong phòng này xong mà để cho máy sấy lùng quanh. Sấy phòng đấy. Để tạo một cái phòng không khí riêng. Mà vẫn còn bị hạt nước cơ mà. Hạt nước vào ấn vào cái dòng không khí kìa anh em. Đấy. Mà hôm nay là nó mưa thế này, độ ẩm không khí cái này nó phải tầm độ 70%, 80%. 80%. Mà mình không có phòng sơn, nếu có phòng sơn thì kể cả thời tiết làm sao mình cũng không sợ. Bởi mình cứ rút vào phòng là mình phun vô tư luôn, nhưng mà mình lại chưa thiết kế phòng sơn. Bây giờ có tiền thì nâng cấp một cái phòng sơn chứ mà. Hôm nay nếu mà chiều nắng mà sơn về nữa thì bọn mình sẽ sơn chiều nay. Còn nếu mà chiều nay mà không nắng mà lại sơn mà chưa về hoặc là thời tiết đấy bất ổn đấy thì sáng mai à ngày mai hy vọng ngày mai sẽ sơn được. Nhưng mà nói chung là chiều nó mà nắng lên như hôm qua đấy thì nó chiều nó nắng đấy thì với lại là mấy vlog trước ấy
anh em cũng bảo là sơn màu con xe này đấy phải phải tức là nó không được sáng quá. Sáng quá thì nó làm mất cái vẻ đẹp classic, mất góc cạnh. Mất cái vẻ đẹp classic của cái dòng xe này. Ừ. Đấy thì thực ra là cái màu xanh SM ấy thì nó sáng quá thật. Màu xanh SM là màu của VinFast ấy thì sáng trưng ấy. Sáng quá nhưng mà cái màu xanh mà bọn mình chọn lại đấy. Chú nhỉ? Thì nó chỉ là nó đây đấy. Xem qua thời tiết trời mưa này xem. Đây. Anh em bảo là SM đấy. Cái nhiều bạn nước ngoài cũng bảo vậy. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng bảo là không nên chọn màu sáng quá. Thì đây là đây màu này nó tối hơn này. Mà tối nhưng mà nó vẫn có một cái nét gì đó ánh hào quang lên. Nhỉ. Màu tối nhưng màu kiểu tối ca may đấy. Đấy ca may đẹp. Cái màu này đẹp này. Còn muốn thì cháu thấy nhiều ý kiến anh em cũng bảo là nếu mà đã mất công đổi lại thì cho nó trầm xuống. Thì đây là trầm xuống đấy. Đây. Đây thì các bạn đây là màu bọn mình đặt từ trước. Ở ngoài Hạ Long. Màu này là trong thành phố Hồ Chí Minh. Màu này cũng màu Hạ Long anh ấy pha cho mình. Nhưng mà màu này vẫn chưa đạt tới cái ngưỡng bọn mình thích. Đấy, cái này trầm hẳn, trầm quá. Cái này trầm vừa này. Cái này nó chìm hẳn xuống rồi. Hôm qua mình có test thử mình phủ bóng lên đây nhưng mà nó gọi là nó chỉ bóng lên thôi chứ còn nó không nổi lên thế nào quá. Đấy. Còn là màu nó vẫn giữ nguyên mà. Nhưng mà như những cái này mà phủ bóng lên thì nó sẽ sáng lên một chút nữa. Đấy, thì còn thật ra hôm nay sáng nay với chú cháu mình sẽ gọi là tranh thủ xử lý hai cái vị trí của Ferrari đấy. Ferrari nó bị cái lỗ đấy nhưng mà hôm qua gãy to quá. Nhưng mà nó chỉ có bị một ba đầu ngón tay thôi. Yeah. Nó cái này là mình biết được bệnh của nó là tức là khi mình bả bột đá vào đấy là cái lượng bột đá nó nóng mà, thế mà nó nổi nó phồng lên đấy, còn méo bên trong nó là sợi composite rồi. Nó bị nóng ở cái bột đá đấy. Đúng rồi. Nó phồng lên. Vậy cho nên con Bugatti là bị nhiều là vì vậy đấy. Đấy. Con Bugatti bị hỏng form xong bọn mình cứ lấy bột đá bọn mình vẫn mà thôi. Như riêng đến con này là mình không dùng bột đá này. Con này không có một tí bột đá nào. Không có tí bột đá nào, con này đẹp này. Con Ferrari thì cái góc bên đấy là mình nhớ lúc bấy giờ là làm cái góc bên đấy nó bị hõm. Không bổ hễ mà dán nó dày quá. Ừ. Thế là bắt đầu mình mới cho bột đá vào thì kiểu cũng gấp rút để làm sơn cho anh em xem đấy mà. Với lại hồi đấy cũng có nhiều kinh nghiệm. Đấy. Thì con đấy là nó bị như vậy. Con này thì lại không có tí bột đá nào này. Con này lại thiên về nhựa nhiều hơn. Thiên về nhựa nhiều. Con này nhựa thì qua lần này là qua matit xong đến nhựa luôn. Bởi vì matit con này nó cũng mỏng mà. Matit con này mỏng. Thì làm được cẩn thận thì nó đỡ hơn. Đấy anh em nhé. Nên là cái việc mà anh em bảo là đã mất công đổi thì sẽ cho nó trầm xuống. Thì đấy là cái màu mình đang làm, nó sẽ trầm xuống này. Và mấy ngày hôm nay mình đang bị trục trặc về thời tiết, về tiến độ. Thì bọn mình sẽ xử lý với cái hạng mục liên quan phe đi kia. Mình có chia sẻ với anh em trước ấy là bọn mình phủ bóng trong con này, bọn mình cũng muốn phủ bóng qua con kia cho bóng ấy. Nhìn cho hai xe đặt cạnh nhau nó bóng lên đấy. Anh em nhé. Hai vị trí này đây. Cái vị trí này là hôm qua đụng nó đào ra to quá, nó chỉ có xíu xíu vậy thôi này. Đào to quá chứ không ra. Mất tôi sửa đâu. Bắt đầu quay vào công việc bả thôi. Còn ít vậy thôi mà bỏ kinh lắm. Cái này nhanh khô đó. Thank you.
rồi. Nghe nó vừa chết tan bị luôn. Được chỗ đoạn này bột đá nhiều này nên là bị hỏng đoạn này anh em ạ. Lần sau anh em ai mà có làm thì cũng hạn chế bột đá thôi anh em nhé. Không nên dùng bột đá. Bột đá kết hợp với nhựa nó bị hai cái vật lý hấp nhau.
mấy chỗ nó bị nứt 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 sơn ấy. Thì là cái lớp sơn nó bám đấy, cái đoạn này có vẻ dày quá không? Có dày không? Không, sợ mình nó đủ mà nó lại thiếu. Mà tí thì không mà sợ một đá. Một đá là sợ nhỉ. Ông mèo có làm được không? Có thẳng đâu nè. Cong cong miếu. Thôi mày đi. Dạ. Yeah. Kịp không? Ở chỗ? Hả? Kịp không? Chắc là kịp đấy, bởi vì nó cũng khô mà. Cái này thì việc đánh đi xong rồi mình thấy qua là khô. Nhưng mà sơn nó còn chồng đây là. Nhưng mà sơn chưa về cơ, chưa ra. Nhìn thấy thông báo gì là một là đang trên đường ra đến bạn. Ờ, nếu mà về đến Quảng Yên ngay không thì từ đây ra Quảng Yên thì khoảng vấn đề đâu sao không? 70 mét thôi. Quan trọng là người ta giao hay không cho mình, bởi vì mình cũng phải của ra đòi mà. Mình không biết khó vấn đề vậy. Mới là đơn vị nào vậy? Ở đây nó có 3-4 đơn vị mà. Ngay Quảng Yên này 3-4 đơn vị liền. Chả nhẽ cái này mình ra mình lục thì chết chịu được mà. Không phải của. Có giả không hả? Không, nhưng mà hệ thống người ta phải chuyển tải đi người ta mới chấp nhận được, bởi vì liên quan đến cả cái tiền khi mình trả người ta về tiền gốc ấy. Khó vấn đề vậy mà. Mà thật ra hôm nay thì khó thì là để mình yên tâm thì ngày mai thì sơn thôi, chứ thời tiết này thì cũng không tự tin về sơn con ba đi ấy. Dạ chứ nhỉ. Đúng rồi. Nó mú này. Nó cứ tập trung làm xong hai cái lỗi của con Ferrari đi. Sáng cho mừng cho anh em xem cái này chứ. Anh em ở đây. Gì nữa? Đâu để đâu á? Đây, có cái này là thực ra thì anh em cũng nhiều lúc thì có thể vì quá không để ý đâu. Nhưng thật sự trong con Pagani này đơn hàng đang giao đến bạn. Trong con LaFerrari đấy thì là cái cánh gió ở dưới gầm ấy là nó là màu theo màu xe. Đâu cánh gió nào? Cánh gió dưới gầm ấy. Ừ. Cánh gió đuôi đấy.
nó theo màu của vỏ xe là màu, ví dụ đây nó màu vàng thì cái nhó nó màu vàng. Ừ. Nhưng bấy giờ là kiểu cũng không để ý, xong bắt đầu là anh ấy làm xong một mình cứ mải mê đi, công việc nó đôi khi nó bận đấy. Không để ý, nhưng mà thực ra đây nó là cái nhó màu vàng cơ. Đấy, đấy cái này á? Ừ, thì đâu rồi. Hả? Đoạn nào? Ở tiết gầm đấy. Thế là một đen à? Để lát phải sơn màu vàng lại à? Cái này mình phủ lại màu trắng này, làm đèn xong rồi sau mình sơn màu vàng. À, sáng là đúng là mình không để ý đâu, nhưng mà đồng chí nhắc là nhớ bộ là cái này là nó là màu vàng của vị tiện thể, thì đồng chí hỏi bộ vị tiện thể làm cái này thì mình sơn cái này màu vàng luôn được đi. Đấy thì công nhận là cái này là nó là màu vàng thật. Đây này, bởi vì tất cả con xe thì nếu mà theo cánh gió theo màu của cái xe, mỗi cái khoang này màu đen này. Đây, cái nhỏ lên ở đây nó theo màu vàng à, nó lên xuống hay không mà nó là màu theo xe ấy, màu theo vỏ luôn đấy. Thì cái này là sáng là đồng chí tháo ra xong rồi nó đánh lại hết rồi, chỗ này nó hơi sống sớm. Cái này nó chỉ là nhám nhám một thứ thôi anh nhé, mình chỉ lên bóng nhé, chứ không phải là sơn lại màu đâu. Cái này như kiểu là một lớp bóng mình xả nhám qua đây để cho nó bám bóng thôi. Đấy, bám bóng đến khi mà mình phủ bóng là mình sẽ phủ. Đây, những điểm này thì mình điểm này phải sơn lại thôi này. Sơn lót. Sơn lót, sơn màu. Nhân viên ông để ý là lúc trước khi sơn màu vàng nó có một lớp lót trắng. Xám, không trắng, trắng không có lên vàng. Thì nó nổi được cái phần ấy lên. Cái này mình như cái này mình phải phủ qua một lớp lót trắng đấy, chứ mình không phủ nha. Đúng rồi. Đây là hai vị trí của chiếc xe này là đang mọi người đang cần nâng cấp hai vị trí này mọi người nhé. Hai vị trí này đều một cái lỗi nhỏ thôi, nhưng mà mình phải làm một cái diện, một cái khoảng như này thì nó mới đủ để tránh không lây lan rồi. Chuyển tối thì xong cái này mà trông vậy thôi, nhưng mà khi mình nghĩ là khi tất cả mọi xe mà bị lỗi nhỏ thì nó phải lan ra rất là nhiều chỗ, rất là nguy hiểm luôn. Anh em theo dõi cái đoạn này, nhưng biết cái đoạn này phòng rồi. Lần sau anh em ví dụ có anh em nào có dùng ấy và dùng bột đá thì tốt nhất là nên tránh. Đấy, đoạn này dùng matit này, đoạn này bị matit đấy là nó vỡ này, không có nhiều sợi đấy. Có sợi. Ở góc là không dùng matit, matit chỉ dùng để láng bề mặt thôi chứ không được dùng để tạo kết cấu. Đây quá là hỏng ấy. Như ở trong con crown kia mình thấy trên cái nắp lưng của nó về khoảng 6 ly. Đây, 5 ly, 6 đây ly. Dày quá rồi. Nhưng mà dày lại không ăn thua. Nó bong mà. Bong. Hiện tại như vậy là nó bong rồi. Như cả rau trên nắp lưng là bong rồi. Cháu được 10 đâu mà. Mọi nghị ngoài quảng Hạ Long mình không được 10 anh em ạ. Hạ Long. Nhục chân luôn. Cũng ngay là như có nhà to à. Hoàng Đức ấy. Hoàng Nam. Hoàng Nam. Duy Muối. Duy Muối. Ờ. Ở đây. Ê, đâu mà em đâu. Xá thì có 10 nguyên nhưng mà nguyên không đi. Đi xóa. Đi nhà bao nhiêu. Nói chung là hôm nay là hội nghị ở gần mình luôn. Hội nghị các nước G7. G7. Đâu, gần này gần 100 rồi. G100. G7 thì khoảng 7 nước đó. Hay là hội nghị NATO. NATO. Nazai. Nazai hay NATO gì? Nghị Nazai. Nazai. Ngoài nhà có bỏ chứ. Nói mình có thể. Nếu được có phải trong hội G7 đâu. Mình G1000. G63. G63 không, G và hơn thôi. G63 chất. G1000. MG. MG mới ra mình thể thao ấy. MC. Hôm nay thì chắc chắn là cũng nhiều anh em đi chơi về bởi vì ngay mình nhiều anh em xem vlog là biết mà, ví dụ nhiều anh em xem vlog cũng biết là mình mua sơn của anh ở ngoài Hạ Long ấy. Ừ, đi ra. Rất là nhiều người nhưng mà hôm nay 100% có nhiều người biết là anh em mình có người đi ra dự hội nghị cái gì một nghìn à một nghìn ấy không chúng nói không người cứ vào vấn đề rồi chúng nói lệch form rồi đấy lệch form mà rồi có hiểu không.
Chú nói cháu còn hiểu chẳng hiểu á. Chú lợi chưa mày uống rượu mày chịu. Không thể hiểu được. Được đấy chú nhỉ, bề mặt đẹp vào đấy chú nhỉ. Ok rồi, giờ này mình đánh qua đi xong rồi phủ cho nó một lớp sơn xám, xám xong là nó khô khô ráo ráo rồi mình bắn lớp bóng 1K, à quên, trắng 1K đây là làm mấy lớp lót đền cho cái màu vàng này đi. Là được. Ngon đấy. Đây thì qua lần này nó là màu lần xuân nắng này, trắng lót đi. Thấy chưa? Thế này, bắn một lớp trắng 1K, bởi trắng 1K mình nhiều á. Đợt trước mua 3 bốt lọ mà. Sao hôm kia ông không gửi cái gì vậy? Nói thằng đấy mở game nó cái gì thì mấy giờ sáng rồi. Cái đây là do nhà phân phối. Tao nghĩ chập tối chiều tối nay cuối ngày sẽ gửi. À, anh em không đừng vội nhá, bởi vì cái này bọn mình cũng chờ sơn đấy, bọn mình còn vội hơn đấy. Chờ sơn nhưng mà người ta chưa gửi được. Chắc phải tối nay. Đi qua đây mà chỗ này vẫn bận này. Đi qua thì ok rồi, đi qua chỗ này. Đi qua như trời. Hôm trước rồi có sơn thì đẹp quá, vừa trời nắng mọi thứ nó độ ẩm thấp. Hôm nay sơn vừa về chậm mà thời tiết lại vừa thay đổi. Thời tiết kiểu này sơn là cũng bất ổn anh em ạ. Thật là buồn phiền. Cái này mình nghĩ là một năm rồi thì sơn này nó cũng cứng luôn. Quá cứng. Thì khi phun lên thì chắc chắn là chắc cũng không bị không như bọn mình nghĩ. Sẽ nổ. Sợ nhất nó nổ. Ủa đoạn giáp danh hả? Đây đi, lần này. Nhưng mà chắc mùi gì một năm rồi sơn nó phải hỏng. Gọi là được gần năm rồi vậy, đúng vậy. Gọi là gần năm 6-7 tháng rồi đâu nữa. Thường thường nếu mà thường là 6 tháng rồi, 1 năm 7-8 ngày là nó chết rồi mà. 6 tháng nhân đôi 1 năm đó. Chuyện 6 tháng. Một lớp sơn đấy là sơn gì chú nhỉ? An nhỉ? Đây là bà láng. Giúp bề mặt được láng mịn hơn. Sản phẩm là thuốc không phải không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhầm nhé. Chú mình sơn được à chú? Không, để cho cô ạ. Chú nguyên thì được, mai em chưa nguyên. Xong rồi. Đủ uy tín chưa đấy, chú lại kiểm tra cho chú nữa. Chú kiểm tra đi. Chưa uy tín gì đâu, nó không có uy tín trên trường quốc tế mấy. Đấy. Chỉ hai vị trí thôi anh em nhé, còn nó toàn bộ chiếc xe này là phủ bóng này thì sau khi mà chiếc Pagani sơn xong, phủ bóng xong thì mới phủ bóng cái này nhé. Bây giờ mà phủ bóng cái này nó là bụi mất, không được. Hôm nay trong thời gian chú cháu mình chờ sơn của Pagani về ấy, nên là có xử lý hai cái điểm lỗi vậy thôi. Thẳng nha chú. Đây cái này đang mài thử xem nó như nào. Mà chắc cũng ok ạ.
cái bả lá nó nhanh khô ấy. Nó bọc cái nào chuẩn bị sơn rồi nha. Cái này khô không nhanh khô cái bả vàng. Không nhanh bằng cái bả lá vàng. Cái này lâu hơn. Vậy đầu tiên dùng cái từ cũng nhanh khô đấy bạn này. Nó không hợp lý. Mặt trời kia ru ở đâu? Cày thế nhà, vẫn thiếu cái này vẫn vấp vậy. Thiếu à? Đây ok mà đây vẫn vấp. Cái chỗ bầu bán mà nó vẫn thiếu ấy. Là nó vẫn bị xong lại mất một lớp hai lớp sơn mỏng mỏng rồi cũng được lớp này cũng tặng nhất đấy được chưa Nguyên được chưa sơn lên mà bị gằn. Chưa được ăn vẫn gà chưa được á. Đây sợ okay. Vẫn còn cấn tay đúng không? Qua đây bị luôn trên đây đó. Nhưng mà cái bả mặt tít này, cái bả lá này có vẻ lâu khô phết. Hả? Mà đây bằng một thành phần thôi phải không? Cần phải pha thêm cái gì đó. Là buồn. Có dày quá không chứ? Dày vô. Dày vậy thì nó không khô. Không khô là phải. Đấy, vừa muốn quá phủ thêm cái bóng đèn lại này, tại vì ví dụ mình mà sơn nó bụi vào ấy, đấy, xì xả qua nhám để lên bóng cho đẹp cho mọi người nhé, chứ không phải là xả sơn đi đâu. Cuối cùng thì mình gặp nhau mà. Chỉ mình anh thôi. Nam. Không biết sơn đâu. Hôm nay mà chưa nãy mà còn chưa chích sơn về đây. Thay cái ống nghỉ Tết rồi. Ừ vậy. Vậy thì shipper. Yeah. Thật nữa. Không dễ gì shipper ai mà như thế. Chắc là một lát nữa hoặc là được thì một lát nữa đấy. Mình còn chập tối nữa, tham gia cho mình chập tối rồi một lát nữa.
cái này nhắc cái mình nghỉ Tết chứ nhớ thật. Mình không biết gì hết. Tại rồi hết. Nghĩ như kiểu đánh rắm chứ không phải đỉnh cao chứ em gọi là đỉnh cao chứ chứ phải mô và thân nhiệt như gọi đi xe vậy thích đi xe điện. Úi dồi ôi đây đây chú à phải. Có cái đơn sơn của em đâu? Có hai đơn mà. Có đơn đơn to phải không? Em có hai đơn đang trên đường giao cho em này. Chú đợi á. Sơn em đợi mấy ngày rồi. À đây mà. 605 đúng không? 605 đúng không? Đúng rồi. Đó, bảo mà em đang kiểu cái này đơn quan trọng của em. Đây là móc khóa. Đây là sơn. Chờ cháu bán tiền cho ông nhé. Ông ấy chạy mất. Màu xanh. Nghe chưa? Dán trên này vào. Bao nhiêu anh nhỉ? 605 em. 605 đúng không? 6 05.000. Đây. Xe trên này rồi nhá. Màu xanh lục ngọc lục bảo. Sơn xe máy, ô tô, có video gốc mà. Lúc đó mình vào mình sẽ so mấy sơn cũ nữa. Nghe. Yeah. Mặt em gửi tiền rồi nhá. Ok chứ anh? Có lần 2 mấy nghìn quán nhầm như bằng sơn đấy. Lần đấy thì em lấy lại rồi. Thế mà không, anh có lấy được lại đâu. Thế lần 2 mấy nghìn cơ. 2 mấy nghìn á? Ừ, lấy hàng hộ cho thằng cũng lấy 2 mấy. Ai lấy? Sơn ở đây này. Thằng Sơn lấy, ai lấy ấy? Em chuyển cho anh nhưng mà em lại chuyển nhầm cho thằng khác. Không nọ á. Không nọ khác. Vậy á? Ok ok, vậy thì tốt quá. Tiếp chặt chặt luôn, chặt luôn, đang nóng lòng. Đây cái sơn mà sơn bọn mình đang muốn là một cái sơn như này đây. Mình không biết là cái sơn này mua năm ngoái. Năm nay sơn này không biết là có như này ổn không. Đây người ta ghi chữ là màu xanh lục bảo, tức là màu xanh ngọc lục bảo. Nhìn cái này cũng là màu xanh lục bảo đây. Hy vọng là tốt anh em. Đang thì chuẩn bị đơn xe. Nếu có ngày mai thời tiết đẹp thì sẽ sơn xe. Đây như vậy được đi, không về được đi. Số này rộng, nó phải giống như cái này mới chuẩn anh em ạ. Số này uy tín. Nhỉ. Yeah. Okay. Vào à, bên đây. Này. Ở đây. Quên ạ. Ở đây. Đây. Em lấy lỗ nó. Ôi, xả đúng rồi. Thanh lục bảo mày. Ô những cái này người ta không báo một ca hai ca. Vâng vâng ạ. Đúng rồi. Bao tiền đấy? Cái này không quan trọng, nó là 1k 2k mình, nếu mà 1k mình pha thêm đông cứu ăn chắc. Ok anh. Cái gì Huyền anh? Vũ à? Ok đúng rồi, bắt đây em. Sao lại Huyền Huyền đi? Lấy 100 á. Lấy 100 đi. Các bạn ơi, các bạn nhận đi được rồi. Vâng vâng. Ok, ok anh. Không nhận hộ nữa.
Ok, thank you anh nhá. Đây của em mình. Nhặt nó. Đúng nó rồi, thấy chưa? Đúng nó. Mất công chờ đợi mà phải không? Đấy cái cũ mấy cái mới thôi anh em. Đấy. Chọn luôn. Thôi nhìn tươi thế. Tươi hơn. Không phải đâu, nó phải đấy. Đứng mà về rồi. May gì chứ gì? Mất công chờ là tuyệt hơn nhỉ. Đấy cái cũ nhá. Cái mẫu của mình. Đẹp ấy gì? Cái gì? Màu này có gì đậm đậm hơn nhá. Đậm hơn đúng không? Đậm hơn nhưng vẫn đẹp. Đậm hơn. Nhỉ, yeah. Nhưng mà vẫn kiểu chrome đều đẹp ấy. Ừ. Tương đối nhiều camai hơn ấy. Đậm hơn thế chưa? Ôi nhưng mà cũng ok nhỉ. Ok hơn cái kia nhiều. Đậm hơn rồi nó chấm một tí mới đẹp đấy. Cái này đẹp hơn. Ừ. Cái mới mua về. Cái này so cái này còn đẹp hơn cái này. Thì thế. Ngon gì nhỉ? Mang cái kia, mang này cái nắp kia, mang cái mình vừa xô lên qua kia, đi. Thử màu. Đây, hai màu. Ừ. Nó cũng đỡ hơn. Cái này nó khác hẳn mà, cái vừa bố về cũng đậm hơn đấy. Đậm hơn nhưng mà nó cái chrome đẹp, ánh chrome đẹp hơn là cái ở ngoài Hạ Long. Chú nhỉ? Đây là màu nó nè. Màu này màu xanh hơn nè. Đấy khác hẳn luôn. Cái này nhé. Góc này nhìn hơi gì. Nhìn nó thấy cái gương của mình. Đây nó của mình nè. Đấy. Màu này sáng hơn. Sao lên cái này không biết cầu rung á. Có gì. À đây đây. Cầu rung đi. Đấy. À đây, đây cầm cái này, so đi. Đúng rồi. Ra hai cái cầm lên trên tay vẫn đẹp hơn cái màu ở Hạ Long anh em ạ. Hạ Long không đẹp bằng màu này. Đây, màu đẹp hơn. Nhưng mà trong đấy vẫn đẹp hơn thật đấy. Hả? Đẹp hơn đấy. Thế nào đẹp hơn? Trong đấy nó đẹp. Đây đi. Trông ánh hơn đấy. Ừ, cái đấy đẹp mà. Như thế này, đây. Qua video thì trông khó nhận nhưng mà. Đây. Đây đây. Ừ, đấy. Thế là so vào đây, đây. Đây so vào cái của ơi mình pha này. Đây đẹp hơn, cái đẹp hơn. Màu cũ năm ngoái. Cái màu chấm chấm nghe thôi, cho cái màu chấm chấm hơn nghe. Cái gì? Ừ. À, đấy mình nhìn thấy đó này. Ừ. Nó ngoài này hơi tối hay là do thời tiết nhưng mà. Nhưng trong ảnh nhìn không được đẹp bằng bên ngoài cái này đẹp hơn. Anh em ạ. Nhìn nhỉ? Ok không? Ok. Sơn toàn bộ xe mới đẹp không? Cái mày quá nhiều con. Cái này gọi là như kiểu nhiều candy ấy. Cho hỏi nhá, tin em là 1 cái hay 2 cái đấy nhỉ? Xác định để mình pha này nhỉ. Nghĩ là chắc một ca đây này. Màu xanh đây này, quét này về nó thành ngọc lục báo luôn này. À, đấy. Vậy thì kiểu bên vầy thì màu khác, nghiêng vầy nó màu khác luôn. Đấy, đẹp nó góc nó kia nhỉ. Ừ. Được rồi, ok nhỉ. Mất công chờ 3 4 hôm anh em ạ. Vậy ông nhanh ấy. Không, cái này đúng thật này, nghiêng vầy thì màu khác này. Ừ. Ngày mai chú cho mình sơn nhá. Đấy. Vậy là màu khác luôn nhá. Đây vậy thì là màu kiểu xanh nó đậm nhưng nghiêng về là thành ngọc lục báo luôn đây này. Ngày mai cho mình chét sơn nhỉ. Ok. Mai bắt đầu hy vọng là trời nắng đẹp. Hôm nay thời cũng là mù quá. Đây mù bạc. Con này về đây nhỉ? Giá gì? Về tối rồi. Cái này là cứ nhắn theo ông xem là chiều. Sơn pha như thế nào. Đây hai cái này mới về. Hai cái này chắc màu như nhau rồi. Yeah.
nhau chứ. Cháu nghĩ là cái lúc mình mua để ông ấy pha, pha ông đóng vào lọ này thì mỗi lần pha nó chênh nhau một tí màu đấy. Đúng rồi. Như kiểu anh mà Hạ Long anh pha mình cũng bị chênh ấy. Nhưng mà chrome ở ngoài Hạ Long không đẹp bằng chrome ở trong Sài Gòn. Nhìn nó đánh cái chrome ấy. Cái kia người ta pha theo pha cái sơn truyền thống hay sao nó chìm xuống này. Đúng rồi, đấy, không có ánh, nó không có ánh này, long lánh này nè. Đây nè, mình nhìn chủ yếu cái ánh long lánh này mới quan trọng nè. Đấy. Nó cả vậy mà, nó như vậy mà. Ừ. Đấy, đẹp chưa? Bạn nhìn các bạn đây, 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 bạn nhìn đẹp chưa? Màu vậy mà. Nó phải vậy, nó phải như thế này. Yeah. Nó vừa sáng và vừa, nó vừa tối. Không như cái màu xanh SM của mình kia. Nhìn. Yeah. Ừ. Đúng chưa? Nó nhiều cam may. Đấy, nó vừa sáng vừa tối. 2 cân. Đây là 2 cân, 2 cân. Ok. Mai sơn đây này là, các bạn. Đây là 1 cân. Đây thì xé mất chữ rồi. Mai sơn anh em nhá. Tuyệt vời đấy, chú nhỉ. Tôi về cho cháu mình cắt vào xong rồi xử lý con phe đi đó nhỉ. Xử lý con phe. Cái này nó cũng muộn rồi, kể cả cái này sơn sơn đâu. Đúng rồi. Phát in. Hôm nay chỉ sơn con phe đi thôi. Mai thì nói chung là thật sự ngày mai thì mình cũng phải chờ nó nắng ráo. Nói chung là câu này là hy vọng vào thời tiết thôi. Để mai hy dạ. Sơn ui, vâng. Cái gì mà sách nặng thế. Thóc giống. Quê mình vẫn cứ nhận thóc giống về để cấy lúa mà. Nông thôn mà. Ok em nhá. Tuyệt vời. Ok. Được rồi, ngon rồi, vậy là ngon rồi. Chợ mất mấy ngày vậy là có kết quả uy tín rồi anh em. Cái lõi cái đấy cháu. Mắc quá quá. Ngon ngon nhỉ. Sợ nhất đây này. Đây là cái đoạn đáp danh ấy phải không? Đáp danh này. Cứ lắng nghe. Lắng nghe con chim. Cắm hơn. Có cắm hả? Có. Sơn từng tí, tiếng tôi nghe nghe cái sợ nhất là nó cái đoạn giáp danh giữa màu sơn cũ và màu sơn mới. Chưa thấy gì. Đấy. Chưa thấy bằng gì. Cô để cho cô ạ nhé. Cứ làm lớp mỏng, lớp mỏng. Cứ lớp một thôi. Lên là màu vàng này mà nó đẹp ấy thì mình cần có một lớp nền lót trắng nữa. Cho nên là lớp này mới là lớp phủ đầu tiên thôi mọi người. Hai ba lớp. Hai ba lớp cơ.
chờ nó khô khô ráo ráo rồi phủ tiếp lớp nữa anh em nhé. Đây là lần lót trắng, lót trắng, trắng để trước khi lên màu vàng này, lót trắng anh em. Cho nên cái trời tối rồi nhá. Ngày mai rửa nhà đó chứ nhỉ, cuối tuần. Nóng, mẹ mẹ xuống. Này bóc ra nó kiểu gì cũng sẽ có cái giáp danh như này. Lát nữa chú cháu mình phải xử lý để cho cái giáp danh nó thì có. Thường thường người ta bị một vết như này ở gara là người ta phun cả mảnh to luôn. Thế này thì mất công nữa, thực của tôi kém lắm. Mình lát này cho lát nữa chú cháu mình sẽ mài góc đi. Sau là phủ sơn sau là phải được như này này. Để đấy trong hôm nào phủ bóng là một thể là xong. Trước khi lên vàng vậy lớp sơn này nó thì lúc sau nó mới sáng sơn đấy các bạn. Chứ sáng khi xong mình lên vàng luôn nó không sáng sơn đấy. Đúng rồi. Đấy nhá, một vị trí này nữa. Còn mình nghĩ là tại vì sáng ngày mai ấy, kiểu gì vẫn buổi sáng vẫn chưa thể nào mà sơn con Pagani được. Đấy, tại vì là buổi sáng không khí nó rất là xấu, nó không được như buổi trưa. Thì có thể là bây giờ tối rồi mọi người ạ, trời tối rồi. Thì mình nghĩ là sẽ sơn cái trắng này để ngày mai mình xả qua lần để, tức là để qua đêm cho cái sơn trắng này nó cứng cáp hẳn đấy. Em mới xả qua đi là cho phủ màu vàng lên là xong mọi người nhé. Thì đây là xử lý lỗi thôi, chứ không phải là mà mình tập trung mà mình sửa con Pagani Ferry này đâu.
Đấy. Ngày mai có sơn rồi thì chắc buổi trưa đấy mà thời tiết đẹp thì mình sẽ bắt đầu là sơn luôn kia rồi. Sơn chiếc xe kia rồi. Hôm nay là công việc như tạm thời là như thế mọi người nhé. Đấy. Mỏi một tí nữa này. Mỏi đi bị va chạm này. Đấy ok anh em nhé. Sửa để Tết này cho nó đẹp để đi lại cho nó hay anh em nhé. Ok. Chắc bây giờ tối rồi nữa. Trời tối om rồi này. Đấy. Trời tối om mất rồi. Chắc là mình cũng xin kết thúc vlog này ở đây mọi người nhé. Hy vọng là ngày mai mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn. Bọn mình sẽ cập nhật tình hình tiếp theo cho anh em xem nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Đấy, chú lợn vẫn rất là chăm chỉ kìa. Chào tạm biệt mọi người nhá. Hẹn anh em vào ngày mai. Bye bye anh em.